và kính thưa quý vị sau đây là phần tin á châu úc tố tiêm kích trung quốc thả pháo sáng thiếu an toàn Hãng tin Reuters ngày 6 tháng 5 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho hay một tiêm kích của Trung Quốc gây nguy hiểm cho một trực thăng quân sự trong lần chạm trán thiếu an toàn và không thể chấp nhận được trên hoàng hải. Theo đó, chiếc tiêm kích J-10 của không quân thuộc lực nhân dân Trung Quốc PLA đã thả pháo sáng phía trên cách vài trăm mét phía trước trực thăng MS-60O của Úc đang thực hiện chuyến bay theo lịch trình trên vùng biển nằm giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Chiếc trực thăng cất cánh từ tàu khu trục HMS Hobart, vốn đang tham gia hoạt động thực thi các lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn, đã tránh được pháo sáng và không bị tác động đáng kể. Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Úc cho rằng cuộc chạm trán khiến trực thăng và những người trên đó gặp nguy hiểm, mặc dù không có ai bị thương. Đây là vụ việc thứ hai như vậy trong vòng 6 tháng, gây ảnh hưởng mối quan hệ lẽ ra được hàn gắn giữa hai nước sau nhiều năm căng thẳng và tranh chấp thương mại. Hồi tháng 11 năm ngoái, phía Úc cho biết một tàu hải quân Trung Quốc đã làm bị thương một số thợ lặn của họ ở vùng biển Nhật Bản khi sử dụng sóng sonar dưới nước. Trung Quốc phủ nhận việc sử dụng sóng sonar, nhưng Úc bác bỏ lời giải thích này. Bộ trưởng Morse cho biết tàu HMS Hobart vẫn tiếp tục hoạt động trong khu vực bất chấp cuộc chạm trán. Úc đã tham gia các sứ mệnh thực thi lệnh cấm vận đối với Bắc Hàn trong khu vực kể từ năm 2018. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không lập tức phản hồi về đề nghị đưa ra bình luận. Nhóm Houthi tuyên bố triệt phá mạng lưới gián điệp Hoa Kỳ và Israel. Nhóm vũ trang Houthi tại Yemen nói đã phát hiện mạng lưới gián điệp hỗ trợ Hoa Kỳ, Israel và bắt những người bị tình nghi là thành viên. Hãng tin Sapa do lực lượng Houthi điều hành tại Yemen vào ngày 6 tháng 5 đăng video một số người đàn ông bị bắt, mô tả họ là gián điệp được tuyển mộ để thu thập thông tin và giám sát các địa điểm nhóm vũ trang quản lý ở bờ biển phía tây Yemen nhằm để phục vụ cho lợi ích của kẻ thù Israel và Hoa Kỳ. Saba cho biết là những người này gia nhập mạng lưới sau khi Houthi vào tháng 11 của năm ngoái đã bắt đầu phóng tên lửa máy bay không người lái UAV vào tàu hàng và tàu chiến ở Biển Đỏ, Vịnh Aden, nhằm để thể hiện đoàn kết với người dân Palestine sau khi Israel đã phát động chiến dịch ở giải Gaza. Hãng thông tấn không đề cập cụ thể số lượng gián điệp đã bị bắt, song có ít nhất là 19 người trong các bức ảnh do Saba chia sẻ trên mạng xã hội. Saba cho biết là các nghi phạm đã nhận tội nhưng không đề cập bằng chứng đối với các cáo buộc nhằm vào họ. Từ tháng Giêng, thì Hoa Kỳ và Anh Quốc đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào những mục tiêu liên quan tới nhóm vũ trang tại lãnh thổ Yemen. Tình báo của Hoa Kỳ vào tuần trước nhận định tần suất các vụ tập kích của Houthi vào Biển Đỏ, Vịnh Aden sẽ không giảm xuống dù nhóm hứng chịu nhiều đợt tấn công của Hoa Kỳ và đồng minh do lực lượng này đang tự sản xuất vũ khí nội địa và tiếp tục nhận được hỗ trợ về quân sự từ Iran. Quan chức Mỹ tới Singapore, Malaysia để thảo luận về lệnh trừng phạt. Theo Reuters và trang Iran International, một nguồn tin nắm rõ vấn đề nhưng không nêu tên cho biết, Bộ Tài chính Mỹ nhận thấy dòng tiền chảy vào Iran và các tổ chức ủy quyền của nước này, gồm cả Hamas thông qua hệ thống tài chính Malaysia đang gia tăng. Nguồn tin trên tiết lộ trong chuyến thăm Singapore và Malaysia, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề khủng bố và tình báo tài chính Brian Nelson và Tổng cố vấn của Bộ Tài chính Neil McBride dự kiến sẽ thảo luận về những lo ngại của Mỹ và các lệnh trừng phạt sẽ áp đặt đối với các cá nhân, tổ chức giúp Iran lách luật. Chuyến thăm trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Tài chính Mỹ tăng cường tập trung vào việc chống tài trợ cho khủng bố, gồm cả thông qua các nỗ lực gây quỹ và bán dầu bất hợp pháp của Iran. Tháng 12 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt với bốn công ty đặt tại Malaysia mà Mỹ buộc tội là bình phong hỗ trợ cho việc sản xuất máy bay không người lái của Iran. Gần đây Washington đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhắm vào Iran, gồm cả UAV của nước này mà Mỹ nghi là Nga đang sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Singapore là một trung tâm vận chuyển lớn. Các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm và hàng hải khác hoạt động tại Singapore đã cảnh báo về việc trốn tránh giới hạn giá dầu của Nga. Nhóm G7 áp giới hạn giá đối với dầu thô của Nga vào tháng 12 năm 2022 nhằm làm giảm doanh thu của Nga. Hiện Singapore và Malaysia chưa bình luận gì về thông tin này. Tiếp theo là bản tin liên quan đến nghĩa địa tượng tưởng giới thạch ở Đài Loan. Gần 50 năm sau khi tưởng giới thạch qua đời thì khu lăng mộ của ông đã trở thành nơi tập trung hàng trăm bức tượng của chính ông được tháo dỡ từ khắp hòn đảo. 50 năm trước thì công viên từ hồ không có bức tượng nào. Theo thời gian thì các bức tượng tưởng giới thạch lần lượt được chuyển đến từ các không gian công cộng trên khắp hòn đảo. Khoảng 1.000 tượng đã được tập kết tại công viên từ hồ. Khi Quốc dân Đảng do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo bị đánh bại ở Trung Quốc, ông và hàng triệu người ủng hộ rút về Đài Loan vào năm 1949, thành lập chính quyền mới trên hòn đảo. Nhưng trong bốn thập niên lãnh đạo thì chế độ của ông Tưởng được cho là đã xử tử khoảng 3.000 cho đến 4.000 người, bỏ tù 140.000 người vì cáo buộc chống lại Quốc dân Đảng. Sau khi tưởng giới thạch qua đời vào năm 1975, di sản của ông tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi ở đảo Đài Loan. Vào năm 2018, thì đảng Dân Tiến Cầm Quyền ở Đài Loan đã thành lập Ủy ban Tư pháp nhằm điều tra, xét lại các hành động của quốc dân đảng trong quá khứ. Một trong những đề xuất đáng chú ý của Ủy ban là dỡ bỏ các tượng đài của ông Tưởng, đổi tên đường phố, địa danh mang tên cố lãnh đạo này. Ấn Độ, Canada tranh cãi vụ thủ lĩnh người Sikh bị sát hại. Ấn Độ nói Canada có dụng ý chính trị khi cáo buộc New Delhi liên quan đến vụ một thủ lãnh ly khai người Sikh bị ám hại ở Vancouver. Ông Chashanka bình luận sau khi cảnh sát Canada thông báo bắt ba công dân Ấn Độ ở thành phố Edmonton, tỉnh Alberta. Liên quan đến vụ sát hại Hardeep Singh Nija, một thủ lĩnh người Sikh gần Vancouver hồi tháng 6 năm ngoái, ba nghi phạm đều hơn 20 tuổi đối mặt với cáo buộc giết người. Canada đang điều tra xem ba nghi phạm có liên quan với chính phủ Ấn Độ hay không. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói Canada là quốc gia thượng tôn pháp luật, trấn an cộng đồng người Sikh rằng Ottawa sẽ không bỏ qua. Ngoại trưởng Trishaanka Jaishankar cho biết New Delhi từng thuyết phục Ottawa không cấp thị thực cho các phần tử ly khai người Sikh bởi việc này gây rắc rối cho Canada, Ấn Độ và quan hệ song phương. Ông thêm rằng Đảng cầm quyền Canada không chiếm thế đa số tại quốc hội và một số đảng ở nước này phụ thuộc vào phiếu bầu từ cộng đồng ủng hộ ly khai ở Ấn Độ. Sự việc khiến quan hệ Ấn Độ và Canada đi xuống, hai bên khác biệt quan điểm về cộng đồng người Sikh ở Canada. Ấn Độ lo các hoạt động của cộng đồng người Sikh ở nước ngoài có thể khiến phong trào ly khai xuất hiện trở lại, trong khi đó Canada tuyên bố sẽ luôn bảo vệ tự do ngôn luận, tín ngưỡng, biểu tình hòa bình và hành động đối phó sự thù hận nicha ủng hộ thiết lập một nhà nước độc lập gọi là kalistan cho người Sikh từ các khu vực ở miền Bắc Ấn Độ và một phần Pakistan. Nija nhập cư Canada năm 1997 và trở thành công dân nước này năm 2015. Chính phủ Ấn Độ coi phong trào Khalistan là mối đe dọa an ninh quốc gia và Nija được đưa vào danh sách phần tử khủng bố hồi tháng 7 năm 2020. Tờ Washington Post của Mỹ tuần trước cho rằng các quan chức tình báo Ấn Độ ở nước ngoài có liên quan đến vụ sát hại Nija. New Delhi bác bỏ thông tin. Tiếp theo là bản tin liên quan đến số lượng trẻ em Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục. Theo số liệu của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố mới đây, dân số trẻ em từ 14 tuổi trở xuống đã giảm 330.000 trẻ so với một năm trước, xuống còn khoảng 14.01 triệu vào ngày 1 tháng 4. Đây là lần giảm năm thứ 43 liên tiếp. Tỷ lệ trẻ em trên tổng dân số của Nhật Bản giảm xuống còn 11.3%, cũng là mức thấp nhất kể từ khi có dữ liệu so sánh vào năm 1950. Theo dữ liệu của Liên hiệp quốc thì Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em thấp thứ hai trong số 37 quốc gia có dân số ít hơn 40 triệu người, chỉ sau Hàn Quốc với 11.2%. Theo giới tính thì có 7.18 triệu bé trai và 6.83 triệu bé gái ở nước Nhật. Tổng dân số của Nhật Bản đã giảm đều đặn kể từ khoảng năm 2010, dẫn đến tình trạng thiếu lao động, trong khi tỷ lệ người già ngày càng tăng ở nước này đang gây áp lực lên chỉ tiêu y tế và an sinh xã hội của quốc gia. Tình hình dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn khi tỷ lệ sinh của Nhật Bản thuộc hàng thấp nhất thế giới chính phủ của thủ tướng nhật bản kishida đang tìm cách thông qua dự luật nhằm để giải quyết tỷ lệ sinh đang giảm nhanh chóng bằng cách cung cấp thêm hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nuôi con và mở rộng dịch vụ giữ trẻ